Xin chào các bạn học sinh khối 8, trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay, thầy và các bạn cùng nhau nghiên cứu một vấn đề mới, đó là tính chất đường phân giác của tam giác. Thì ở nội dung này, chúng ta sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là định lý, phần thứ hai là phần chú ý. Sau đây, thầy và các bạn cùng nhau đi vào từng mục cụ thể nhé. Nội dung thứ nhất là định lý được phát biểu như sau. Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy. Chúng ta sẽ tóm tắt nội dung của định lý này dưới dạng giả thuyết và kết luận sau đây. Cho tam giác ABC, có AD là đường phân giác với D thuộc đoạn BC. Thì lúc này, đường phân giác AD của góc A chia cạnh đối diện BC thành hai đoạn thẳng. Thứ nhất là DB, thứ hai là DC. Cạnh kề với đoạn DB là đoạn AB. Cạnh kề với đoạn DC là đoạn AC. Thì lúc này chúng ta sẽ có được hai đoạn thẳng DB và DC tỷ lệ với hai đoạn thẳng AB và AC. Để nắm rõ hơn phần định lý này, chúng ta sẽ có một bài tập nho nhỏ để áp dụng sau đây. Chúng ta có nội dung áp dụng định lý như sau. Cho hình vẽ. Với các thông số trên hình vẽ, người ta yêu cầu chúng ta tính số đo x, tức là tính độ dài đoạn DC. Ở đây chúng ta xét tam giác ABC có AD là đường phân giác với D thuộc BC. Thì lúc này, đường phân giác AD của góc A chia cạnh đối diện BC thành các đoạn thẳng. Thứ nhất, DB. Thứ hai, DC. Cạnh kề với DB là AB. Cạnh kề với DC là AC. Lúc này chúng ta sẽ có được hai đoạn thẳng DB và DC tỷ lệ với hai đoạn thẳng AB và AC. Sau khi có được hai tỷ số bằng nhau này, công việc tiếp theo chúng ta thay số vào. Chúng ta dễ dàng thay được số vào các đoạn thẳng DB bằng 3, DC là x, AB là 4 và AC là 7. Và dễ dàng chúng ta sẽ tìm được số đo x là bằng 5,25. Đây cũng chính là độ dài DC mà chúng ta cần tìm. Thông qua cái áp dụng nhỏ này, các bạn thấy việc áp dụng định lý vào một bài tập cụ thể cũng thật đơn giản đúng không các bạn? Chúng ta sang nội dung tiếp theo là phần chú ý. Ở nội dung phần chú ý này, lưu ý chúng ta một điều là định lý trên vẫn đúng đối với đường phân giác ngoài của tam giác. Chúng ta xét tam giác ABC với cạnh AB khác AC, tức là AB AC có độ dài khác nhau. Có AE là đường phân giác ngoài. Với E thuộc cạnh CB kéo dài, thì lúc này đường phân giác AE sẽ chia cạnh CB kéo dài thành các đoạn thẳng sau đây. Đoạn thứ nhất là EB, đoạn thứ hai là EC. Cạnh kề với EB là AB, cạnh kề với EC là AC. Thì lúc này chúng ta sẽ có được độ dài hai đoạn thẳng EB và EC tỷ lệ với độ dài hai đoạn thẳng AB và AC. Vậy thì các bạn thấy rằng thông qua định lý và nội dung của phần chú ý, chúng ta có một kết luận tổng hợp sau đây. Với tam giác ABC có cạnh AB khác AC, AD là đường phân giác với D thuộc BC, AE là đường phân giác ngoài với E thuộc đoạn BC kéo dài. Thì lúc này các cặp đoạn thẳng AB, AC, DB, DC và EB, EC chúng tỷ lệ với nhau. Và dựa vào điều này, chúng ta có thể áp dụng vào để giải bài tập. Phần tiếp theo là các bạn sẽ tự rèn luyện ở nhà với bài 15 và bài 17, sách giáo khoa trang 67-68. Sau khi các bạn làm xong, các bạn nhớ gửi nội dung này về mail hoặc Zalo cho thầy cô bộ môn các bạn nhé. Thân ái chào các bạn. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác. Xin chào.